Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 150 đồng token Vera City. Một số thông tin về đồng token này: số token phát hành của nó là 1 tỷ, đã có 2.381 tài khoản holder và đã phát sinh 5.829 lượt giao dịch nha. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ các cần nào vào ví cho mình. Rồi, tiếp theo, tiếp thêm các cần. Ở trời đang mưa nên là có tiếng hạt mưa nó hơi ồn, các bạn đọc giản nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 1 để nhận được các sao chép con chắc này. Các bạn nhấp vào đây, copy con chắc này và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn này. Các bạn thêm này. Đấy, rồi thêm nhé. Rồi sau đó các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi sau khi đã vào được bước 2 để vào website thì các bạn kéo xuống bên dưới đây, chương trình airdrop nó sẽ kết thúc vào 14 ngày nữa nha. Rồi các bạn nhấp vào đây cho mình yêu cầu airdrop, nó hiện thì các bạn kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối với ví. Các bạn có nhu cầu mua đồng token này thì bạn có thể vào đây để mua với min thấp nhất là 0.01 BLB nha. Sau thì vào tích trữ để chờ cơ hội chiều lên tài khoản. Nó hiển thị lên cái bảng lỗi do cái nhãn mạng. Thì các bạn nhấp vào đây để từ chối này. Sau đó các bạn nhấp lại. Chờ một tí rồi các bạn nhấp lại yêu cầu máy bay, tức là yêu cầu Claim Airdrop. Đây. Mình lót lại trang này. Khi họa nó có hay xảy ra cái hiện tượng lỗi này là do nhãn mạng, do cái mạng là biết MetaMask là cái nhãn mạng hoặc là do có lỗi khi ra, thì các bạn cần nhấp vào đây từ chối này. Nó chậm một tí và các bạn nhấp lại nhé. Báo lỗi mạng liên tục. Một ví khác mình đã claim được rồi. Đây. 150 đồng đây. Các bạn chờ tí nha, để mình làm lại. Dù lại phát đứa xem được không. Rồi được rồi. Khí ga là 0.000567 BLB nha. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi Airdrop đang được xử lý đây. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Claimairdrop để cập nhật những dự án miễn phí, phần thưởng token mới nhất được bên mình update lên web hàng ngày nhé. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn như Binance, Metelo và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Các bạn lưu ý cái cột bên cánh tay phải là cái cột Airdrop đặc biệt sắp kết thúc đây, để những cái chương trình Airdrop sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây để già lại xem cái những dự án nào mình chưa tham gia thì hãy tham gia nhé. Các bạn nhấp vào đây nhận token đây, copy con chắc và dán thông ví của bạn nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 150 đồng token về Grand City. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.